Nó đi với em trên Ferrari còn anh thì khỏe. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phương TV. Và mình là Trần Thảo. Lần trước là Thảo mới vừa làm chiếc clip là tổng hợp những mùi hương mà ai cũng mê nhưng tôi thì chê. Khi mà lên chiếc clip đó mọi người, Thảo rất là sợ bị ném đá. Tại vì những mùi hương đó hiện tại là có rất là nhiều người sử dụng. Nhưng mà không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Mọi người không chỉ hưởng ứng mà còn nêu lên cảm nghĩ, cũng như là giống như kiểu là Thảo đã nói ra được cái tiếng lòng của đại đa số mọi người vậy đó. Và sau sự thành công của phần 1, Thảo lại quyết định cho ra phần 2, đó là tổng hợp những mùi hương mà rất nhiều người mê nhưng mà Thảo lại chê vô cùng nha. Tìm hiểu luôn. Mùi hương đầu tiên là một chai nước hoa mà chỉ cần Thảo cầm vậy thôi, là không có cần đọc tên là tất cả mọi người đều sẽ biết luôn. Em này đến từ thương hiệu Tom Ford nha, Ombre Leather, được ra mắt vào năm 2018. Thật sự mà nói, để mà nói về cái sự phủ sóng cũng như là độ nổi tiếng của thương hiệu này thôi là đã rất là nhiều người biết rồi. Và đây là một chai nước hoa mà hãng có để là unisex. Và lý do vì sao Thảo không thích chai nước hoa này, tại vì Thảo cảm nhận rằng đây là một chai nước hoa mà tổ hợp lại những mùi hương ví dụ như là bạch đậu khấu nè, da thuộc, hoắc hương và hổ phách. Thì đối với Thảo là một người khá là ưng ngọt, nhưng mà đối với ngọt của kiểu chai nước hoa Tom Ford Ombre Leather này mà lại nổi trội của mùi hương da thuộc á, thì Thảo cảm thấy nó hơi nặng nề một xíu. Và đồng thời một lý do nữa mà hầu như là nó thiên về cái cảm tính nhiều hơn, đó là nhiều người xài quá cho nên thành ra là Thảo không thích. Thảo cũng muốn chia sẻ với mọi người về một những cái kỷ niệm khá là vui á, là nhiều khi mình nói chuyện, mình tìm hiểu người ta, cái xong rồi vô tình mình đụng vô cái chủ đề là về nước hoa. Thì thường á, mọi người hay để ý đi, người nào mà mình sử dụng nước hoa nhưng mà họ không có mấy quan tâm nhiều, hoặc là cũng không có mấy gọi là để ý đến cái những thương hiệu nước hoa nhiều á, cho nên là họ sẽ nhớ là những cái gọi là keyword của cái chai nước hoa đó. Ví dụ như là thường á, Tom Ford Ombre Leather đúng không, thì họ chỉ nhớ là chai này là Tom Ford, hoặc là Dior Sauvage đi, thì họ cũng chỉ ít khi nào nhớ Sauvage, nhớ Dior thôi. Thì khi mà Thảo nói chuyện với những người đó, cái họ kêu anh có xài chai nước hoa Tom Ford gì đó mà anh không nhớ, thì tự nhiên trong đầu mình nhảy số là chắc chắn là Tom Ford Ombre Leather luôn. Thì Tom Ford là một trong những chai nước hoa mà Thảo không thích mùi vô cùng. Thì phần lớn là do cảm tính, là tại vì nhiều người xài quá thôi đó mọi người. Nhưng thực chất là mùi hương này vẫn nam tính nha, đàn ông nè, kiểu giống như là trưởng thành lịch lãm, thật sự rất là thu hút luôn. Chai nước hoa tiếp theo mà thật sự luôn, tâm sự thật luôn, là Thảo không thích, đó là em Gucci Bloom, được ra mắt vào năm 2017 của thương hiệu Gucci nha. Đây là một chai nước hoa có rất là nhiều cái nickname cho em này, ví dụ như là mùi hương quốc dân nè, rồi mùi hương đa dụng nè, rồi mùi hương cho văn phòng chẳng hạn đó. Thì chai nước hoa này thật sự là Thảo không có phủ nhận về cái độ phủ sóng, độ hot cũng như là độ nổi tiếng của em này. Và cho đến bây giờ luôn, các chị em rất là mê luôn, như các bạn cứ kiểu đến cửa hàng là không cần phải thử quá nhiều, hoặc là người ta đã biết đến cái name của chai nước hoa này rồi, thì chỉ cần đến chị cái chị muốn lấy chai Gucci Bloom đó, hoặc là chỉ cần đưa hình ra thôi và người ta mang về chứ không cần ngửi. Thảo cơ bản là mình đã không thích mùi hương của hoa huệ rồi, hoa nhài Thảo cũng không thích luôn, mà ở chai nước hoa này lại tập hợp đủ hai cái mùi hương đó luôn mọi người, vừa hoa nhài vừa hoa huệ, hoa sử quân tử. Thì thành ra nếu mà Thảo diễn tả rõ nét cho mọi người biết luôn về cái mùi hương này thì Thảo ngửi thấy giống như là một vườn hoa nhài á các bạn, giống như kiểu là một buổi tối mà các bạn đi ra ngoài mà trời vô cái vườn hoa nhài á, nở bung ra vậy nè, là các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi hương của em Gucci Bloom này. Nó thật sự là nó sọc vào mũi khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu, cho nên là đi ra ngoài hoặc là đi ra ở trong cái tòa nhà công ty á, mà có ai sử dụng một trong những mùi hương mà Thảo không thích, kiểu như là tao nghe mùi Gucci Bloom đâu nè, ai xịt nè, rõ lắm mọi người, nhạy vậy đó. Còn nếu mà bình thường mà những cái chai mà Thảo thích, hoặc là những cái chai mà phải gọi là đặc biệt lắm á, thì Thảo mới nhớ thôi, chứ nếu như mà mình kiểu thoảng qua thì Thảo cũng chỉ kiểu mùi gì quen. Nhưng mà đối với những chai mà mình đã không thích rồi á, thì thật sự luôn chỉ cần thoáng qua thôi là Thảo có thể định hình được đó là chai nước hoa nào luôn mọi người. Thì Gucci Bloom là một trong những mùi hương mà Thảo không thích nha. Mùi hương nữa trong topic này Thảo không có mê mà mọi người đều rất mê, đó là La Mer của nhà Jean Paul Gaultier, được ra mắt vào năm 1995. Đương nhiên là độ nổi tiếng của em này cũng như là thương hiệu Jean Paul Gaultier là phải có là kinh điển rồi. Nhưng mà thật sự thì mùi hương này Thảo lại không thích. Tại vì biết sao không? Là bởi vì cái màu sắc của em này quá là đẩy đà. Có nghĩa là Thảo đã qua được cái tuổi mà một cô gái mà thích những anh chàng bad boy nè, những anh chàng chịu chơi, dân chơi, chất chơi đồ đó. Hồi xưa thì thích nha, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thì mùi hương này nó cũng tượng trưng cho những hình ảnh đó đó mọi người. Mùi hương mà ở trên người khác giới mà để thu hút được Thảo á, thì Thảo muốn một mùi hương đó nó
nó vừa phải thôi, nó không có quá là ngọt, nhưng mà đổi lại nó đem lại cho mình một cái sự trưởng thành nam tính cũng như lịch lãm. Nó vừa phải chứ nó không có bị dồn dập. Thật sự thì đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà mùi hương này sẽ khiến cho mình cảm thấy không có mấy an toàn cũng như là không có yên tâm khi mà ngửi thấy ở trên người của đối phương ha. Thì đây là em nước hoa không nằm trong cái danh sách mà Thảo thích. Cuối cùng là Replica Jazz Club, được ra mắt vào năm 2013. Thì đây là một cái gương mặt mới thôi ở trong cái danh sách mà Thảo không thích. Trước đây thật sự là Thảo rất là thích mùi hương này nha các bạn. Thì mùi hương của Jazz Club á, nổi tiếng là nốt hương rượu nè, vani kết hợp cùng với lại thuốc lá mọi người, thì cho ra một cái nét rất là trầm ấm, đồng thời là cho mình một cái sự gần gũi nhất định. Nhưng mà vì sao Thảo không thích là tại vì Thảo ngửi quá nhiều, và cái gì nhiều quá nó cũng ngán đúng không mọi người. Thảo là một người thật sự là nếu như mà nói về nước hoa thì Thảo chưa bao giờ sử dụng một mùi hương mà hai lần, dù là Thảo rất là thích luôn, nhưng mà xài hết một chai đó thì là ngưng. Thảo không hề phủ nhận những thành tựu cũng như là tiếng tăm mà những mùi hương này đem lại nha mọi người. Và chắc chắn rằng những bạn nào mà mình hiểu về nước hoa, hiểu về cá tính của mình, thì khi sử dụng những chai nước hoa này thì các bạn sẽ toát lên được cái phong cách riêng cho bản thân mình. Và chắc chắn rằng khi các bạn sử dụng những mùi hương này sẽ có người rất là yêu thích mùi hương đó trên cơ thể của các bạn nha. Trước khi kết thúc chiếc vlog này, Thảo muốn nhấn mạnh với mọi người rằng chỉ cần mình cảm thấy phù hợp và mình yêu thích mùi hương đó thì mình cứ sử dụng, đừng có quan tâm đến cái việc mà người ta thích hay không thích. Cho nên ngày hôm nay với những chia sẻ vừa rồi của Thảo thì chỉ là những cái lời nói mà mình có thể tâm sự cùng nhau nghe thôi. Và nếu như bạn nào có những cái gọi là cảm xúc giống như Thảo á, thì mình để lại comment bên dưới chia sẻ cho Thảo biết nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bực Phung TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình nha. Và mình là Trần Thảo, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.